vàng hết rồi ha. Được nè, hai nè. Cái này dày nè. Có xả ngon tỏi rồi mẹ. Xả rồi gia vị rồi ướp luôn á. Dạ. Ở trong phía trong nó thắng ngon á. Gia đình em xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhớ Quê của gia đình em. Ơi chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì nay cha em thèm cái món ruột nướng nha, ruột nướng với một ít thịt nướng, thịt heo nướng nha, gân gân heo cả nhà. Thì ở đây cha em với em đã chuẩn bị một ít phú linh cha. Phú linh nè, với một ít gân nè, thịt nè, với đậu bắp nha. Cái này phú linh này mình nướng, mình xỏ mía mình nướng nha. Xỏ mía nướng dạ. Hôm nay nay làm món xỏ mía nướng lạ nha. Đó. Với bên đây mà gia vị gồm có là xả nè, tỏi, hành tím, bột ngọt, nước tương, màu điều và hạt nêm. Giờ thôi, thì bắt đầu luôn. Tẩm ướp trước nha. Tẩm ướp trước. Tẩm ướp xong rồi hai con mình sẽ đi chặt mía nè. Mía về mình xỏ ha cha. Xỏ nướng. Xỏ nướng. Đó, xả. Xả với tỏi thì mình băm, mình để băm luôn, băm nhuyễn cho nó ướp, cho nó thấm vô cái miếng ruột dạ cho ngon ha. Nước tương, màu điều, nó có hột cho, chưa hột đấy, chưa hột đấy, chưa hột đấy. Ừ đó, màu điều rồi, ngọt ngọt. Ướp cái này thì, mình đâu cho đường đó, không cho đường cho, cho đường cháy á. Rồi chậm lên. Không, cho vô cháy á. Đó, cho miếng dầu ăn nữa nè. Cho nó béo. Rồi, được rồi. Rồi, giờ mình bắt đầu cho cái ruột già vô trước. Cho ruột già vô trước, cái ruột già thì mình đã lộn ra cả nhà. Lộn cái mặt trong ra mặt ngoài ha. Cái ướp vô cái là xả ra, xả nó thấm vô. Đó, đó gì đó, rồi mình xỏ, mình lụi lại lộn lại luôn. Dạ. Xỏ mía lại. Rồi. Cái gì nè, mình xỏ mía vô cái là dạ, lộn lại rồi. Lộn người lại luôn nha. À, gia vị nó thấm vô bên trong nè. Quá thơm. Xả rồi nó bám vô mấy cái mỡ mỡ nha. Ướp để đây cho tầm 30 phút rồi mình đi chặt mía nó trẻ mình nữa. Quá thơm rồi cả nhà ơi. Cảm ơn. Rất thơm quá. Bây giờ thì quên cái chai dầu hào kế bên cả nhà, mình cho tầm một quả canh dầu hào vô nha. Đó. Đây, dầu hào vô nữa. Hàng chi thiếu cái gì? Cái dầu hào. Hào vô thơm nha. Thơm quá biết không. Cho đậu bắp vô luôn. Cho thêm mấy trái đậu bắp cho nó có miếng cho ngon. Đây bên này thì mẹ đang đặt rau nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Đây thì nay sẽ có những loại rau gì mẹ? Nhất cá, đồ cá, thơm. Hủ nhủi. Hủ nhủi, cái này giống ăn cháo lòng vậy ta. Ừ, chanh lát, chua leo. Này ạ. Nay thì sẽ chấm cái này ngon lắm. Cái này cái gì quên người ta? Muối ớt chanh. Gì? Muối ớt xanh. Ớt xanh. À, này chấm muối ớt xanh đây nha. Đó, giờ đi chặt mía rồi cả nhà. Nhà có vườn mía nè. Cho chặt cái nào cho. Chặt nó nhỏ à, bự. Bự nè. Thôi bự uổng lắm nha, chặt nhỏ đi. Chặt cái nhỏ đi. Ừ. Đó, một cây nhỏ nhỏ. Cao cao lên tí. Ừ. Giờ chặt để trẻ ra nha. Gốc, cái này có da bào nhanh nha. Ôi, này cũng nhanh rồi. Gốc nhanh rồi. Rồi. Không bự đâu, làm sao đâu. Mà ruột mà nướng mía mà sọt cho cái này nè, ngọt lắm. Ngọt ra à. Ngọt mà nó thơm nữa. Ngon không? Chưa nướng mía này bao nướng ruột nướng mía này bao giờ vậy ha? Chưa đâu. Nướng là ngon mà. Luồn vô cái khúc ruột nó thẳng ra dễ nướng hơn rồi nè. Ừ. Để công.
Cả nhà bây giờ mình lộn nha, mình lộn mình xỏ cái mía vô. Đồ đó mình chuẩn bị mình nướng. Xỏ mía vô nha. Đây là xỏ cái này nè, mình xỏ cái này nè. Cho lộn mình luôn hả nha? Cho lộn mình luôn. Đó, đó là giờ có thể dễ ra ha. Nướng lên. Đó. Mía hơi ngắn hay sao vậy? Mía đưa lên nè ha, nhìn nó vàng nha, nhìn cái khúc ruột thẳng băng à, im ghê á. Vàng nha. Đây cả nhà ơi, vậy là gia đình em đã nướng xong cái phần phú linh này. Phú linh với một ít thịt heo rồi nha. Giờ gia đình em bắt đầu ăn nha. Mời cả nhà ăn cùng gia đình em nha. Thôi mời cả nhà nha, cùng ăn gia đình tôi nha. Mời cả nhà ăn ruột heo nướng. Hơi khó tí. Đó được đó, tướng ra luôn hả? Nguyên ống nó đẹp hơn. Cái phú linh này tướng được chứ, mà cái kia mỏng lắm, tướng được đâu. Phú linh như vậy nha hả? Vậy. Bên trong nó có xả nè. Ôi. Còn thơm á. Mấy xả nè. Mấy nè. Mấy xả nè. Thơm. Ôi. Có xả ngon tỏi rồi mà. Xả rồi gia vị rồi úp luôn á. Dạ. Ở trong phía trong nó thắng ngon quá. Làm này thì mới lạ nha. Nước mía này mới lạ nè. Dày. Có mía nướng thấm luôn. Dạ, là dày nhất luôn. Ăn đi mà. Cái này cái ở trong nó xả ướp đó chứ không phải là đen đâu. Xả. Xả. Lúc nãy mình ướp xong cái mình lộn lại ha. Ừ. Cái này Phú Linh này nghe cả nhà. Nè. Ngon lắm. Ăn đi. Giòn. Thơm mùi xả, ngọt ngọt mùi mía. Ừ. Rồi, thử mía rồi. Dạ. Thử mía này ngon không? Đã không? Cho ra. Ngọt. Ngọt ha. Mía nó gút vô luôn hả? Bắt thêm ra. Ngon quá, giòn. Rồi. Đây chấm cái gì hợp ra? Cái tương ha. Ừ. Thôi mời cả nhà dùng ăn nha. Rau nè. Chấm rau vô ta. Rau quế nè, của con thơm nè, nhấp cá nè, hủ nhũi nè. Cải trên đất, dưa leo, hẹ. Có ra lựa rau luôn. Đủ nội. Kẹp rồi nha, miếng rau thông. Kẹp miếng thịt nướng nè. Ngon. Thịt nước, xà lách ra nha. Xà lách cho nó. Đó. Ăn rồi. Rồi, mấy thịt đâu. Đó. Còn lại.
này kẹp với rau mới ngon. Giỏi không? Cũng giòn vậy ha. Giòn. Hồi đó giờ mới nướng Phú Linh mà nó còn rõ cái mía. Cái mía nha. Ừ. Nó dễ nướng hơn, nó xay đều cho nó đỡ bị cháy ha. Còn cái nướng cái kiểu kia thì nhiều khi mình chở không kịp á, nó bị cháy. Những cái miếng Phú Linh nó có xả đồng trong nè, nó vừa chín tới nè. Dạ. Ngon. Vừa ăn nha, không mặn không ngọt. Vừa ăn. Thấm thơm, vừa ăn. Cái này mình có lon bia, tới đây. Có là nhậu hợp ấy ha. Nói gì? Nhậu tới đây đó. Thử đây. Giờ cắt ra mấy miếng. Thử miếng đậu bắp. Đậu bắp này thì nướng vừa chín tới nó sẽ ngon hơn. Quá. Đậu bắp này vừa chín tới là ngon, ra thử ra. Ừ. Nhà thử đậu bắp hả? Ngon. Có. Ngon. Tôi nghĩ chín quá không ngon đâu. Dạ chín quá nó khô ha. Ừ, khô. Này nó vừa chín tới nó còn cái độ mềm mềm trơn đó, đậu bắp. Ừ. Kẹp ở trâu sống, cá. Mà thử lại nha. Mà chấm cho đậm đậm vô. Chá nè. Thử đây đi. Ừ, thử nhận gấp. Chá nè. Ừ, nè. Ừ. Không, chá mà. Ra vô. Như leo đó. Đó. Nó thơm mùi cái gì? Xả rồi. Gia vị tẩm ướp nó ngon. À, ngon. Thế sao cái này á, mình lộn ra mình tẩm ướp á, là cái chả với cái gia vị nó thấm vô cái lớp bên trong đó, bên trong nó có mỡ mỡ nè. Chứ còn mà da không lộn ra ta ướp bơ. Hành tím xả rồi hả con? Ừ. Chứ ướp bên ngoài không thì cái da nó bên ngoài nó trơn lùi à. Nó không có gì để bám được cái gia vị hết á. Ừ. Ừ. Nó. Cái Phú Linh này thì nó dày hả? Dày. Nào hồi nhỏ em nhớ ông nội hay làm heo á, cho ăn nướng. Hay nướng ăn. Mà cái heo cho vừa mới làm xong á là nướng ăn hơi bị ngon luôn, ngọt nha. Ừ. Vừa mới làm xong á. Ngọt lắm. Còn cái lá cây, nhớ cho lá cây cho xỏ vô quá, đưa vô cái lò thẳng á, nó là thẳng á, nướng ăn luôn. Ngon lắm, nướng ngon. Liền ngon. Thật kỳ ngon, ngọt. Còn đó nhà ông nội giết heo à. Heo trâu bò ra. Giết liền luôn, nhóc luôn, giết heo, giết bò, trâu, tụi lứa. Làm nó bán hay vậy? Ừ. Quá.
thấm gia vị cũng thơm. Thấm gia vị thơm. Ngon quá cả nhà ơi. Cái gì cho nó cái heo mà cái nướng ngon quá. Ngon vậy. Ngon. Cả nhà ơi, vậy là gia đình em nay cũng nướng được một ít phú linh với một ít thịt thì cũng đã thưởng thức gần xong rồi nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi gia đình em nha. Cũng như cả nhà yêu quý gia đình em thì cho xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye. Rồi, bye bye.